Ngày 19 tháng 9 Thánh Januario Giám mục tự đạo Thế kỷ thứ tư Thánh Januario Danh tiếng không vì cuộc sống hay cái chết của Ngài Mà chỉ vì việc máu Ngài được lưu giữ tại Na tan loạn định kỳ Câu chuyện Ngài chịu tử đạo còn rất mù mờ Vì không được kể từ sớm trong sách các vị tử đạo mà có lẽ chỉ được đưa vào đó do các tác phẩm của BD viết năm 733. Người ta tin rằng Ngài là giám mục Benevento nước Ý, thời hoàng đế Dioletiano Khi nghe bốn kỹ tu hữu bị tống giam vì đức tin, Ngài đã tới thăm họ. Bọn người dò xét sau đó đã khám phá ra và Ngài bị bắt giam những tường thuật về cái chết của Ngài không giống nhau. Xem như Ngài cùng các bạn bị ném cho thú dữ sâu xé tại vận động trường Bhutudani, nhưng thú dữ đã không xâm phạm đến các Ngài. Thánh nhân sau đó bị sự trảm vào năm 305. Hoạt đầu thi thể Ngài được lưu giữ tại Benevento, nhưng sau này vì sợ chiến tranh tàn phá nên mới được dời về, về Monte Berentine và sau này là Nalet. Dấu chứng đầu tiên về Ngài dường như là của Uranio năm 431 là người cho rằng nhờ sự chuyển cầu của Ngài mà núi lửa Vesuvio không phun nữa. Tới thế kỷ 15, những hiểu biết trên là bối cảnh cho lòng sùng kính thánh nhân. Nhưng từ đó về sau, mối Ngài được lưu giữ tại Nalet đã làm tăng sự chú ý của rất nhiều người. Thánh tích được chứa trong ống nghiệm có một hình chiếc bình và đã được đặt trong một ống kính đặt trên giá trang hoàng lộng lẫy. Như vậy, thánh tích được đặt trong hai lớp kính và được gắn kính, không tiếp xúc với khí trời. Chính thánh tích là một chất đen đục chiếm nửa bình đựng. Mỗi năm khoảng 18 lần được trưng bày cho dân chúng cùng với một thánh tích khác được coi là đầu của vị thánh tử đạo. Sau một khoảng thời gian thay đổi từ ít phút đến vài giờ, trong khi vị linh mục đảo ngược vài lần bình đựng và cầu nguyện xin trời cao làm phép lạ thì khói đặc tan loãng ra, đổi thành màu đỏ, thỉnh thoảng còn sôi lên và sủi bọt nữa. Rất nhiều người nghi ngờ sự kiện này nhưng không có sự đồng nhất trong việc giải thích Vấn đề chưa được chứng minh. Trích theo vết chân người của linh mục Paulo Phạm Quốc Túy.